Nho CEO. Xin chào tất cả mọi người. Nho CEO xin chào tất cả mọi người nè. Mọi người vào cho Kỳ một chấm thì Kỳ biết là mọi người đang xem và chúng mình cùng tương tác với nhau được không ạ? Các bạn chấm chấm đi nào. Nho CEO. Chúc mọi người có một tuần mới làm việc thật là hiệu quả. Chắc là ngày nghỉ vừa rồi các bạn đã ở nhà và nạp thật nhiều năng lượng rồi đúng không ạ? Hôm nay kính mắt Anna và Kỳ sẽ mang đến cho các bạn một phần quà rất là đặc biệt. Đó chính là một em kính râm màu hồng đây nha. Rất là xinh luôn. Đẹp lắm luôn, em kính này mà các bạn đi biển thì quá là tuyệt vời đúng không ạ? Mọi người vào xem cho Kỳ một chấm đi nào để Kỳ biết là mọi người đang xem. Và mọi người, hôm nay chúng ta sẽ cùng chơi một trò mini game nhỏ nhá. Sao, cảm ơn Lê Hường. Cảm ơn Lê Hường rất nhiều. Xin chào bé heo, xin chào bé heo. Mọi người vào cho Kỳ một chấm thì Kỳ biết là mọi người đang xem nào. Phần quà của Kỳ gửi đến cho mọi người ngày hôm nay là một em kính râm màu hồng có kim tuyến rất là xinh mọi người nha. Rất xinh luôn. Và phần quà này sẽ dành cho người nào trả lời đúng câu hỏi của Kỳ ngày hôm nay nhá. Đây, và câu hỏi của Kỳ ngày hôm nay đây mọi người nha. Cảm giác về này. Tham gia mini game nào mọi người ơi. Vẫn như mọi hôm thôi, nhiệm vụ của mọi người rất đơn giản. Like và chia sẻ livestream này lên Facebook cá nhân 5 lần. Sau đó chia sẻ lên 5 hội nhóm. Chụp màn hình và inbox lại cho kính mắt Anna. Comment câu trả lời kèm với một ký tự đặc biệt hoặc là một cái icon gì đó để comment của các bạn hiện lên và không bị đánh dấu là spam. Hoa gì bất tử nào mọi người ơi, hoa gì bất tử nào. Hoa gì bất tử ạ. Lên 100 view Kỳ gợi ý 1 tí, 200 view gợi ý 2 tí, 300 view gợi ý 3 tí, 500 view sẽ quay trực tiếp bốc thăm trúng thưởng mà các bạn không cần phải đoán nữa luôn. Kiểu thể lệ của mini game ngày hôm nay chưa ạ? Và kết thúc livestream ngày hôm nay thì sẽ tặng kính cho người nào có lượt share nhiều nhất mọi người nhá. Tức là bạn nào share nhiều nhất thì cuối livestream thì sẽ tặng kính, cũng sẽ được tặng kính nha mọi người nhá. Rất đơn giản thôi nào, hoa trinh nữ không đúng, hoa giả không đúng nào mọi người ơi. Ok. Phần quà của mọi người ngày hôm nay nha là một em kính râm màu hồng rất là xinh. Với em kính này mọi người đi biển thì quá là ngầu, mặc đồ màu đỏ, đeo kính màu đỏ thì quá là hợp cảnh luôn đúng không ạ? Và để giành được em kính này về, dinh em kính này về cho mình thì các bạn hãy cùng nhau tham gia mini game ngày hôm nay. Like và chia sẻ livestream này 5 lần lên Facebook cá nhân ở chế độ công khai, chia sẻ lên 5 hội nhóm. Sau đó chụp màn hình inbox lại cho kính mắt Anna. Cuối cùng comment câu trả lời kèm với một ký tự đặc biệt hoặc là một icon gì đó để comment của các bạn hiện lên và không bị đánh dấu là spam. Mọi người hiểu lại thể lệ của mini game ngày hôm nay chả rất đơn giản thôi nha. Và đặc biệt kết thúc livestream ngày hôm nay, bạn nào chia sẻ nhiều nhất thì Kỳ sẽ tặng kính cho bạn đó nha. Tức là chỉ cần chia sẻ thật nhiều với lượng chia sẻ nhiều nhất. Theo mình tốt nhất các bạn nên chia sẻ khoảng 30-40 lần, 30 lần và chia sẻ lên thật nhiều hội nhóm vào. Chắc chắn các bạn sẽ được tặng kính ở cuối livestream nha. Hoa bất tử không đúng đâu Trà Hương ơi. Hoa bất tử không đúng đâu nha. Và phần quà kính hôm nay mình dành đến cho mọi người rất là đẹp rồi. Em kính này các bạn đeo đi biển thì cực kỳ phù hợp. Và để dành đến em kính này thì các bạn chỉ cần tham gia mini game trả lời đúng câu hỏi. Hoa gì bất tử mọi người ơi, hoa gì bất tử nào. Mình đang ở bên địa chỉ ở bên Lê Văn Lương, bạn Kiên Vũ ạ. Hoa gì bất tử nào mọi người ơi. Tham gia mini game ngày hôm nay các bạn nhớ chia sẻ 5 lần lên trang cá nhân, chia sẻ lên 5 hội nhóm các bạn nhé. Sau đó comment câu trả lời kèm với một ký tự đặc biệt để comment của bạn hiện lên mà không bị đánh dấu là spam. Kính đang đeo này bán bao nhiêu nhỉ? Giá hôm nay tiếp tục sale 199.000. Kính này bên mình hôm nay tiếp tục sale còn 199 nha Bạch Dương Dương. Nếu bạn muốn lấy luôn em kính này về thì bạn comment giúp mình Hồng số điện thoại và kèm địa chỉ nhá. Em này có mã đấy, bạn comment mã giúp mình đi cho đỡ nhầm. Mã của em nó là, các bạn ơi, nếu bạn nào muốn dinh luôn em kính đi về thì comment ngay mã 1355. 1355 nha. Em này kính mã kính này có mã là 1355 nha Bạch Dương Dương. Nếu bạn muốn dinh luôn em kính này về thì hãy comment 1355 kèm số điện thoại kèm địa chỉ, bên mình sẽ ship kính cho bạn nha. Phí ship toàn quốc là 30k. Hoa giả không đúng dâu, không đúng đâu Huỳnh My ơi. Hoa giả không đúng nhá. Hoa gì bất tử nào mọi người ơi. 100 view Kỳ gợi ý 1 tí, 200 view gợi ý 2 tí. Và đến 500 view thì Kỳ sẽ quay bục thăm trúng thưởng trực tiếp ở trên điện thoại với những bạn nào có comment từ đầu livestream đến giờ. Chỉ cần có comment thì các bạn đều có khả năng trúng giải nhá. Các bạn nhớ là chị Hằng chia sẻ 5 lần lên Facebook cá nhân ở chế độ công khai, chia sẻ lên Facebook cá nhân 5 lần ở chế độ công khai, chia sẻ đến các hội nhóm 5 lần là các bạn sẽ được comment thoải mái, comment bao nhiêu lần cũng được. Càng comment nhiều thì khả năng được tặng quà của các bạn càng cao. Và kết thúc livestream này nhé. Kết thúc livestream này mình sẽ tặng kính cho người nào có lượt share nhiều nhất nhé các bạn nhé. Các bạn chỉ cần share thật nhiều vào, share nhiều nhất thì mình sẽ tặng cho một cái kính. Chắc chắn là cũng được tặng kính luôn nha. Chơi mini game nào mọi người ơi. Chia sẻ nhiều nhất sẽ tặng cho bạn nào có lượt chia sẻ nhiều nhất vào cuối livestream. Các bạn đừng rời khỏi livestream mọi người nhé. Ok, mình để cho Bạch Dương em kính này luôn nhé. Cảm ơn Bạch Dương rất là nhiều. Hoa hồng không đúng, hoa hồng không hề bất tử, hoa giấy không đúng nào mọi người cố gắng lên. Hoa giấy không đúng, hoa thủy tinh không đúng, hoa gì bất tử mọi người ơi, hoa gì bất tử nào. Phần quà của mọi người sẽ là một em kính dâm màu hồng kim tuyến cực kỳ xinh này nha. Với em kính này thì các bạn có thể đeo đi biển này, hoặc là theo đi dạo phố, mặc theo đồ fashion thì cũng cực kỳ là đẹp nha. Cực kỳ là dễ phối đồ luôn. Hoa bất tử không đúng, hoa thủy tinh không đúng nào. Mọi người nhớ là phải like và chia sẻ livestream ngay tại thời điểm này luôn. Vì rất nhiều hôm trước mình like ấy, là có những bạn chưa chia sẻ mà trả lời đúng nên mình sẽ không tặng quà cho các bạn đâu nha. Hoa tai không đúng, hoa nhựa không đúng, hoa trường thọ không đúng đâu ạ. Hoa trường thọ không đúng ạ. Hoa nhựa không đúng ạ. Hoa thọ không đúng nào mọi người ơi. Tham gia mini game thì các bạn đừng quên chia sẻ nha. Điều đặc biệt nhất trong mini game các bạn là phải chia sẻ livestream nha các bạn nhé. Chia sẻ livestream lên Facebook cá nhân 5 lần ở chế độ công khai. Mình nhắc lại là phải chia sẻ 5 lần lên Facebook cá nhân ở chế độ công khai. Chia sẻ lên 5 hội nhóm. Chụp màn hình và inbox lại cho kính mắt Anna. Sau đó comment câu trả lời của các bạn. Nếu mà các bạn trả lời mà mình không thấy mình đọc comment của các bạn thì có thể comment của các bạn đã bị ẩn do hai nguyên nhân. Một là các bạn chưa like page, hai là các bạn comment nhiều quá và bị ẩn. Thì các bạn hãy comment kèm thêm với ký tự đặc biệt hoặc là dấu ký tự đặc biệt hoặc là những cái icon như khóc hoặc cười gì đó để comment của các bạn hiện lên và không bị đánh dấu là spam nha mọi người nhé. Hoa hồng không đúng, hoa giấy không đúng, hoa cúc bất diệt không đúng, hoa giả không đúng. Lưu Đình Mạnh ơi có hoa bất tử nha bạn nha. Hoa tay không đúng nào, hoa đá không đúng, hoa bất tử không đúng nào. Ok, phần quà mình gửi đến cho mọi người ngày hôm nay là một em kính dâm màu hồng kim tuyến cực kỳ xinh. Có tận 3 màu cho mọi người lựa chọn nha. Đây là màu hồng này, cực kỳ xinh. Trong của em nó là màu xám khói nhá. Mình để sát cam cho mình các bạn nhìn này. Ở góc bên trong cực kỳ xinh nha mọi người nha. Có tận 3 màu cho mọi người lựa chọn. Màu thứ nhất là màu hồng này. Sau cửa. Hoa mẫu đơn không đúng, hoa chết không đúng. Màu thứ hai là màu vàng đồng các bạn nhé. Màu vàng đồng thì xinh lắm luôn. Và màu thứ ba là màu bạc. Có tận 3 màu cho các bạn lựa chọn cơ. Và để tham gia mini game ngày hôm nay các bạn nhớ like và chia sẻ livestream lên Facebook cá nhân 5 lần ở chế độ công khai. Sau đó chia sẻ lên 5 hội nhóm. Với những bạn nào muốn dinh ngay em kính này về thì hãy comment giúp mình nha. Comment giúp mình 1355 số điện thoại và kèm địa chỉ. Có 3 màu các bạn nha, cực kỳ xinh nha. 1355 nhá, đẹp lắm luôn đấy. 3 màu liền các bạn. Hoa gì bất tử nào mọi người ơi. Kính mà có sửa hay không? Hoa gì bất tử nào. Hoa sống đời không đúng, hoa khô không đúng nào. Hoa giả không đúng ạ. Hoa khô không đúng, hoa sống đời không đúng, hoa sống dở không đúng. Hoa sống dở là cái gì hả bạn? Hoa chết không đúng, hoa mẫu đơn không đúng nào. Ok, mình sẽ gợi ý cho các bạn một chút nhé. Cái câu trả lời của nó rất là củ chuối. Nó không thực sự là hoa thật các bạn nhé. Nào, hoa gì bất tử. Có thể tham gia mini game ngày hôm nay các bạn đừng quên chia sẻ livestream này lên Facebook cá nhân ở chế độ công khai 5 lần. Chia sẻ lên 5 hội nhóm. Chụp màn hình inbox lại cho Kỳ. Sau đó comment câu trả lời của các bạn ở đây. Các bạn nhớ là phải chia sẻ ở chế độ công khai nhá. Vì những cái bạn mini game lần trước ấy, có những bạn trả lời đúng nhưng không hề chia sẻ là các bạn mình sẽ hủy phần quà của các bạn đấy nhá. Hoa khôi không đúng, hoa tay không đúng nào. Có tận 3 màu cho mọi người lựa chọn cơ. Các bạn chỉ cần trả lời đúng thôi thì phần quà này sẽ thuộc về các bạn nha. 3 màu liền đấy ạ. Em kính này có mã là 1355 nha. Với bạn nào muốn dinh ngay em kính này về thì hãy comment 1355 kèm màu sắc, kèm số điện thoại và kèm địa chỉ nhá. Rất là xinh luôn đúng không ạ? Các bạn đừng quên chia sẻ nha, nhắc đi nhắc lại các bạn rất nhiều lần rồi đấy. Phải chia sẻ lên Facebook cá nhân ở chế độ công khai 5 lần, chia sẻ lên 5 hội nhóm. Và với em kính này bên mình đang bán với giá là 199. Ai muốn dinh luôn em kính này về thì hãy comment là 1355 kèm màu sắc, kèm số điện thoại và địa chỉ nhá. Trung hoa không đúng, hoa khô không đúng, hoa xương rồng không đúng, hoa sống đời không đúng nào. Rất đơn giản, câu trả lời rất đơn giản. Các bạn phải suy nghĩ theo một chiều hướng nó thật là củ chuối và thật là buồn cười vào. Mình đã gợi ý cho các bạn rồi nha. Đây không thực sự là hoa nha, mà đây là phương pháp chơi chữ mọi người nhá. Đây là chơi chữ nha. Hoa đá không đúng nào. Hoa khô không đúng, hoa giấy không đúng, hoa chết không đúng nào. Đây là chơi chữ nha mọi người nha, hoa bất tử không đúng nào. Ok. Cố gắng lên nào mọi người ơi. Có kính không viền nha Hoa Nguyễn ơi. Mình sẽ lên các bạn kính không viền sau khi mini game kết thúc, nên là bạn cố gắng đợi nhá. Ok nào. Tham gia mini game ngày hôm nay để dinh được một em kính nhũ cực kỳ xinh, có tận 3 màu cho mọi người lựa chọn nhá. Màu thứ nhất mình đang đeo là màu hồng mọi người nha, hồng nhũ. Màu thứ hai là màu bạc nhũ, và màu thứ ba là màu vàng nhũ. Có tận 3 màu cho mọi người lựa chọn cơ. Để giành được phần quà đặc biệt này trị giá 199k này, là giá đang sale các bạn nhá. Giá gốc của em nó là 350 cơ đấy. Để giành được em kính này về, các bạn hãy trả lời đúng câu hỏi của Kỳ: hoa gì bất tử? Và để tham gia mini game ngày hôm nay, các bạn hãy like và chia sẻ livestream này lên Facebook cá nhân 5 lần ở chế độ công khai, chia sẻ lên 5 hội nhóm, chụp màn hình inbox lại cho shop, comment câu trả lời kèm với một ký tự đặc biệt hoặc là một icon gì đó. Icon các bạn nên cho thêm ký tự và icon để comment của các bạn hiện lên mà không bị đánh dấu là spam nhé. Và chắc chắn một điều với các bạn, chị ơi cầm cho em câu này: kính bên mình nha, kể cả phần quà thì chất lượng cũng đi kèm với cả, người ta có gỗ là tốt, gỗ tất cả nước sơn đấy các bạn ạ. Chỉ số chống tia UV của em nó là 400 các bạn nha. Đây, các bạn nhìn thấy không? Dù là phần quà đi nữa nha, quà mini game đi chăng nữa, thì kính mắt cũng vẫn là kính mắt hàng tốt, hàng chất lượng nha, hàng chọn lọc luôn. Các bạn không thể đi đâu kiếm được cái kính nào mà với cái giá như thế này, với giá sale như bên shop mình, ở những shop khác đâu các bạn nhé. Những cái shop khác bán kính này ít cũng phải 400-500, rẻ cũng phải 300. Nhưng mà bên mình hôm nay đang tri ân cho các bạn, nhân dịp 30 tháng 4, 1 tháng 5 bán giá sale 199 và tổ chức mini game cho các bạn nha. Ok nào, hoa gì bất tử nào? Hoa trạng nguyên là không đúng, hoa dã quỳ không đúng nào, hoa giả không đúng, hoa thủy tinh không đúng. Cảm ơn Phương Trang. Bên mình không free ship nha Thúy Đỗ ơi. Bên mình ship toàn quốc, một chiếc là 30k. Bạn mua trên 3 chiếc sẽ được free ship. Vì vậy mà bạn hãy rủ bạn bè mua cùng để được free ship nha. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Vòng hoa không đúng nào. Hoa cải tóc không đúng, hoa bất tử không đúng, hoa kỳ không đúng. Sao lại hoa kỳ à trời ơi. Em đâu có bất tử đâu mọi người ơi. Hoa của em không đúng, hoa đá không đúng, hoa hậu không đúng. Cố gắng lên mọi người ơi, hoa tai không đúng nào. Mình có vẻ thấy là có những người tham gia comment livestream nhưng chưa chia sẻ. Các bạn đừng quên chia sẻ nha. Vì nếu các bạn không chia sẻ thì khi các bạn trả lời đúng bên mình sẽ không tặng quà cho các bạn đâu. Hoa bỉ ngạn không đúng nào, hoa mộng đơn không đúng. Phần quà hôm nay mình gửi đến cho các bạn có tận 3 màu chưa? Chị ơi cái gì này? Có tận 3 màu cho mọi người lựa chọn nha. Đầu nhất là màu hồng này, màu thứ hai là màu bạc, màu thứ ba là màu vàng. 3 màu cực kỳ xinh nha. Và để tham gia mini game ngày hôm nay, các bạn đừng quên like và chia sẻ livestream mọi người nhé. Like và chia sẻ livestream này lên Facebook cá nhân 5 lần ở chế độ công khai, sau đó chia sẻ lên 5 hội nhóm, chụp màn hình và inbox lại cho kính mắt Anna, comment câu trả lời kèm với một ký tự đặc biệt hoặc là một cái icon gì đó để comment của các bạn hiện lên và không bị đánh dấu là spam. Em kính này bên mình hôm nay đang sale sập sàn còn 199k. Giá gốc của em nó là 350 nha, còn 199k một chiếc, áp dụng cho bạn nào like và share livestream. Với những bạn nào ưng em kính này mà muốn xin em ý về luôn thì comment ngay cho mình. Những bạn nào ưng em kính này mà muốn xin về luôn thì comment ngay cho mình 1355 kèm số điện thoại và địa chỉ nha. Ồ, mình thấy có người trả lời đúng rồi đây, Hằng Dương ạ. Hằng Dương, chị thấy comment của Hằng Dương chưa ạ? Mình thấy có người trả lời đúng rồi nha. Bây giờ mình sẽ xem comment của bạn đi lên. Mình sẽ ghim comment của bạn ấy lên. Mình có thấy có người trả lời đúng rồi. À chết rồi. Trên này người comment đầu tiên không phải là Hằng Dương. Trên này người comment đầu tiên là trả lời đáp án đúng là bạn. Có người trả lời đúng rồi nha. Người trả lời đúng đầu tiên hiện ở trên máy chủ. Có một bạn là bạn Nhung Nhung gì ạ? Chị search giúp em với. Các bạn đợi một chút nha. Mình có thấy có người trả lời đúng rồi đấy ạ. Có người trả lời đúng rồi, có người không chưa thấy luôn. Có chưa thấy ai trả lời đúng cả. Hình như là mình nhìn nhầm, vẫn chưa có. Không chưa có ai trả lời đúng đâu mọi người ơi. Hệ thống máy chủ bên mình chưa hiển thị có người. À đây. Có người trả lời đúng rồi đây này. Ok, bên mình đã tìm thấy người trả lời đúng câu hỏi của mình nha. Sen ốc, câu trả lời của mình hoa gì bất tử là gạch hoa nhá. Bây giờ bắt đầu mình sẽ kiểm tra xem kiểm tra xem bạn này có like và chia sẻ livestream này chưa nhé. Like và chia sẻ này, livestream này chưa nào? Bạn đã chia sẻ chưa ạ? Bạn Sen ốc ơi, bạn đã chia sẻ đủ 5 lần trên trang cá nhân và bây giờ bạn có thể chụp lại cho mình 5 hội nhóm bạn đã chia sẻ để được nhận quà nhé. Bạn đã chia sẻ 5 lần trên trang cá nhân, chỗ tay không ngược không vuốt được. Bạn đã chia sẻ đủ 5 lần nha, ok. Bạn em đã chia sẻ 5 lần trên trang cá nhân và bây giờ bạn có thể inbox cho shop là đã chia sẻ đủ 5 lần trên hội nhóm để bên mình tặng quà cho bạn nhé. Ok, bạn Sen ốc ơi, bạn chụp lại màn hình bạn đã chia sẻ 5 lần hội nhóm, inbox cho shop để bạn được tặng phần quà này nha, là một em kính cực kỳ xinh. Vì là mini game ngày hôm nay có người trả lời được sớm quá nên mình sẽ thêm một câu hỏi nữa cho mọi người nhé. Phần quà này sẽ đặc biệt hơn. Quả gì không ăn được nào mọi người ơi, quả gì không ăn được. Và phần quà thứ hai mình gửi đến cho mọi người ngày hôm nay nha. Phần quà thứ hai mình gửi đến cho mọi người ngày hôm nay nhá. Đây là tròng Polyjoy mọi người nha. Đây là một em kính đến từ hãng Trà neo. Với em kính này bên mình đang bán với giá là 240. Để thế nào nhỉ? Để đằng trước à? Có thể qua đó. Các bạn có thể nhìn thấy đây. Nhìn rõ không nhỉ? Đây là tròng Polyjoy, mình sẽ test thử cái khả năng thân cực của em ý nhá. Phải nhìn mắng thưởng mình thấy được. Không phải, tại vì cái này nó bé quá. Các bạn có nhìn thấy gia đình đang đi chơi đây không ạ? Kính này là mắt phân cực nhá. Tức là khi mà nhìn qua đây các bạn sẽ nhìn thấy những con người trong đấy, những người trong đấy. Vì là cái này nó bé quá nên các bạn không nhìn rõ, ok. Ok, bây giờ mình mình chưa kịp tổ chức, mình chưa kịp nói về mini game thì các bạn đã bắt đầu trả lời rồi. Chưa kịp nói gì các bạn đã gọi là liên tục comment câu trả lời của các bạn rồi. Quả gì không ăn được nào, vì là cái câu hỏi vừa rồi các bạn trả lời được nhanh quá nên mình sẽ bổ sung thêm một câu hỏi nữa để có những bạn khác sẽ cũng giành được phần quà ngày hôm nay là một em kính trong Polyjoy. Đây là kính phân cực mọi người nha, có khả năng bẻ cong ánh sáng. Đây là cái em kính Trà neo cực kỳ xinh nha. Với em kính nơ này thì những bạn nào mũi thấp, thái dương hóp thì là một phần quà quá là phù hợp luôn. Đâu rồi ạ? Hoa gì bất tử mọi người ơi, nhớ là phải like và chia sẻ. Hoa gì bất tử. Sorry, quả gì không ăn được nha. Sorry mọi người ơi, quả gì không ăn được nào. Các bạn nhớ like và chia sẻ livestream này giúp mình nha. Like và chia sẻ 5 lần lên Facebook cá nhân ở chế độ công khai, chia sẻ lên 5 hội nhóm. Nhớ là comment câu trả lời của các bạn nha. Quả báo không đúng, quả bóng không đúng nào, quả lựu đạn không đúng, quả thận không đúng, quả đất không đúng. Quả đất, có bạn có ghi là quả đất là cái gì? Không các bạn ơi, các bạn nhớ chia sẻ nha. Đó. Mình đang kiểm tra trên hệ thống là có những bạn đã comment ở đây tham gia livestream nhưng chưa chia sẻ. Các bạn nhớ là phải chia sẻ vì nếu các bạn không chia sẻ thì mình sẽ hủy phần quà của các bạn ngay tại thời điểm các bạn đoán trúng nhá. Quả gì không ăn được nào? Quả gì không ăn được nào? Cố gắng lên. Có thấy nhưng là bé quá, lấy quả gì không ăn được nào? Lấy thêm một cái miếng nhỏ nữa. Kết quả không đúng, quả cầu không đúng. Đây là kính phân cực các bạn nha. Với kính phân cực này thì có khả năng bẻ cong ánh sáng mà mọi người nha. Riêng quà bên mình nhá là quà mini game nhưng chất lượng đi kèm với cả sản phẩm. Tốt gỗ, tốt cả nước sơn, chỉ số chống tia UV của em nó là 400. Với tròng meca thì không làm được mọi người này nhá. Không làm được điều này mọi người nhá. Ngoài khả năng chống tia UV thì mắt kính là tròng chống bể các bạn nhá. À đó, mình chưa nói với các bạn, đây là dòng Polyjoy này là chống bể các bạn nha. Tức là các bạn có bể thế nào đi chăng nữa thì nó cũng không bể. Các bạn cán xe qua cũng không bể. Tức là nó sẽ bền đến khi nào các bạn không dùng nữa thì thôi, chứ không bao giờ hỏng nha các bạn nha. Vậy là các bạn chỉ cần mua một lần kính mà các bạn sẽ dùng mãi không bao giờ hỏng luôn. Quả Phật thủ không đúng, quả địa cầu không đúng nào mọi người ơi. Nhớ là tham gia mini game phải chia sẻ nha. Vì mình thấy có rất nhiều bạn đang tham gia mini game nhưng chưa chia sẻ. Nếu các bạn không chia sẻ thì mình sẽ không tặng quà cho các bạn đâu. Mình nhắc lại một lần nữa nha. Thể lệ của mini game ngày hôm nay, like, chia sẻ livestream lên Facebook cá nhân 5 lần ở chế độ công khai, chia sẻ lên 5 hội nhóm, chụp màn hình và inbox lại cho kính mắt Anna, comment câu trả lời kèm với một ký tự đặc biệt hoặc là icon gì đó, icon như là khóc hoặc cười để comment của các bạn hiện lên mà không bị đánh dấu là spam nha. Ok, phần quà hôm nay dành cho các bạn nha là một em kính tròng Polyjoy, kính Trà neo. Kính này các bạn có thể lên Google search nhá. Tròng Polyjoy bên ngoài không có chỗ nào bán giá dưới 800.000. Tại vì đây là tròng mắt phân cực các bạn nha, có khả năng bẻ cong ánh sáng, không có chỗ nào bán dưới 800.000. Nhưng với bên mình hôm nay sẽ là một phần quà gửi đến cho các bạn nha. Phần quà gửi đến cho các bạn về em này luôn nha. Kính Trà neo và dòng kính phân cực cực kỳ xinh nào, quả gì không ăn được các bạn ơi. Quả đất không đúng, quả đào dại là quả gì? Quả đào thì vẫn cứ là ăn được mà bạn. Quả đấm không đúng, quả đất không đúng, quả già không đúng, quả bom mìn không đúng, quả đấm không đúng nào. Cố gắng lên nào mà quả bóng không đúng, quả vả không đúng. Các bạn không được comment một câu nhiều câu trả lời trong một comment đâu nhá. Chơi như thế là chơi ăn gian đấy. Các bạn phải một lần comment là một câu trả lời thôi. Nhớ nha, nhớ là phải chia sẻ livestream nhá. Tại vì những loại trong những mini game lần trước, ở những livestream trước, có rất nhiều bạn trả lời đúng nhưng không hề chia sẻ. Vì thế mà một bên mình đã phải hủy phần quà, rất là tiếc đúng không ạ? Các bạn phải chia sẻ tại thời điểm này luôn. Các bạn không được để đợi như kiểu là mình trả lời đúng rồi mới chia sẻ đâu, như thế là ăn gian đấy. Các bạn phải chia sẻ tại thời điểm này luôn nhá. Chia sẻ livestream 5 lần lên Facebook cá nhân ở chế độ công khai, chia sẻ lên 5 hội nhóm. Chụp màn hình và inbox lại cho kính mắt Anna, comment câu trả lời đúng kèm với ký tự đặc biệt hoặc là icon để comment của các bạn hiện lên mà không bị đánh dấu là spam. Ok chưa nào? Em kính Polyjoy này nha, tròng Polyjoy phân cực nha mọi người nha, cực kỳ đẹp luôn. Đây, này được. Đây nha, mình sẽ bẻ cho các bạn xem. Móng tay dài cũng không dám bẻ. Đó, các bạn nhìn thấy đó, chống bẻ nhá các bạn nhá. Đấy, trong Polyjoy chúng rất là giòn. Bẻ thế nào cũng thế nhá. Bẻ thế nào nó vẫn về trạng thái ban đầu nha. Nên các bạn thấy chưa? Cái này thì xe ô tô cán hay là như thế nào đi chăng nữa thì mắt kính nó cũng sẽ về trạng thái ban đầu các bạn nhé. Đó, các bạn nhìn thấy không? Nguyên si bình thường đó. Nên là các bạn thấy chưa? Em này là một phần quà quá là hời đến cho các bạn luôn. Cá độc dược không đúng, quả đạn không đúng, quả báo không đúng nào. Quả địa cầu không đúng, quả quyết không đúng. Quả có độc. Quả có độc nhưng vẫn có người ăn đấy bạn ạ. Không đúng rồi, quả đất không đúng, quả khung mấn là cái gì hả bà? Sao có những comment đọc quả móc hàm là cái gì? Ok nào, cố gắng lên các chị ơi, có kính nam nha Truy Mộng ơi. Sau khi kết thúc livestream thì mình sẽ lên các mẫu kính ngày hôm nay sao cho các bạn nha. Quả gì không ăn được? Mình sẽ gợi ý cho các bạn nha. Câu trả lời gồm có 2 từ thôi nên các bạn. Ngân ơi, kính mình bên có bán nhá. Kính này bên mình đang bán với giá là 240 và mã của em nó là 8066 nha Ngân nha. 8066 là mã của em này. Nếu bạn ưng em kính này thì comment giúp mình 8066 kèm số điện thoại các bạn nha và địa chỉ. Đây là chồng Polyjoy bên mình, giá gốc là 700, đang sale còn 240 tại livestream này tri ân cho các bạn vào ngày 30 tháng 4 1 tháng 5 nhá. Chỉ sale tại livestream thôi nên các bạn, nếu bạn nào ưng kính này và muốn xin em này về luôn thì comment giúp mình 8600 kèm số điện thoại và địa chỉ nha. Và các bạn ơi, bạn Kỳ đã gợi ý là câu trả lời gồm 2 từ rồi đó. Rất là dễ thôi ạ. Rất là dễ. Có thấy Ngọc Hoa Đinh nha. Nếu mà comment của các bạn không hiện lên mà mình không trả lời thì có thể là do các bạn comment của các bạn bị ẩn. Một là các bạn chưa like page, hai là comment các bạn nhiều quá. Các bạn thêm những cái ký tự đặc biệt vào thì nó sẽ lên ký tự đặc biệt như là hỏi chấm hay dấu thăng ấy. Thêm dấu hỏi chấm dấu thăng để comment hiện lên liền. Quả cảm không đúng. Cố gắng lên mọi người. Đây là một em kính tròng Polyjoy đấy. Các bạn lên Google search nhá. Cái tròng này không bao giờ dưới giá 800 đâu. Nhưng với mắt kính Anna hôm nay tặng cho các bạn luôn. Dòng tròng Polyjoy này bền mọi người nhá. Cực kỳ bền, cực kỳ giòn. Các bạn có cán xe qua cũng không bao giờ hỏng. Tức là các bạn dùng đến khi nào các bạn không dùng nữa thì thôi, chứ nó không bao giờ hỏng. Các bạn bẻ thế nào thì nó cũng về trạng thái ban đầu. Ok, mình để kính này cho Khánh Vân luôn nhá. Quả nhựa không đúng, quả giả không đúng nha. Quả vả. Quả vả. Mình gợi ý cho các bạn rồi đấy, câu trả lời gồm có 2 từ thôi, cố gắng lên nào mọi người ơi. Quả vả nha, có cần em kim không? Quả tim không đúng nào. Cố gắng lên nào các chị ơi, lên 1k nha, lên 1k xem em quay trực tiếp luôn. Lên 1k xem em sẽ quay bốc thăm thưởng trực tiếp cho những bạn nào có comment ở trên này. Quay lướt, chắc các bạn không lạ gì cái mini game quay lướt rồi đúng không ạ? Lên 1k view em sẽ quay lướt luôn. Vậy là các bạn không cần phải đoán mà em sẽ quay trúng vào người nào mình tặng cho bạn đó. Càng comment nhiều thì sẽ càng có khả năng trúng giải. Các bạn share nhiều là một phần thôi, nhưng phải comment nhiều chắc chắn sẽ đúng. Ok, hình như là mình thấy có người trả lời đúng. À không phải, chưa có ai trả lời đúng cả. Hiện trên máy chủ vẫn chưa có nha các bạn nha. Chưa có đâu. Quả lửa không đúng, quả dại không đúng. Bẻ, ok bẻ luôn. Đấy, chị bẻ cho người ta xem giúp em ấy. Đây nha các bạn nhá, mình sẽ bẻ lại cho các bạn xem một lần nữa này, những ai mà mới vào xem này. Đó, trong Polyjoy nó cực kỳ bền, cực kỳ giòn các bạn nhá. Bẻ thế nào nó cũng về trạng thái ban đầu, các bạn thấy không? Thế là cái tiếng tạch 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 tạch. Rất đó, là giòn. Mình đã thích kính bẻ kính này. Đó, các bạn có bẻ thoải mái thì cũng không bao giờ hỏng các bạn nha. Tròng Polyjoy cực bền. Khả năng chống tia UV của em nó là 400 các bạn nhé. Ngoài chức năng chống tia UV 400, em nó còn là tròng chống bể và tròng có thể bẻ cong được ánh sáng. Đây ạ. Tức là khi các bạn đi ra ngoài nắng, ánh sáng đi vào mắt các bạn thì cái tia cực tím nó sẽ hắt ngược lại. mắt các bạn được bảo vệ thoải mái luôn đó, các bạn nhìn thấy chưa, mãi bề mãi và nó vẫn thế nhé, vẫn trong trạng thái như vậy. Người ta có câu là bền đến chết luôn đấy các bạn ạ, bền đến khi nào các bạn không dùng nữa thì thôi, các bạn vứt đi thì thôi chứ không bao giờ hỏng luôn. Xe ô tô cán cũng thoải mái. Trong Polyjoy nào lên 1k thì mình sẽ quay bốc thăm trúng thưởng trực tiếp cho mọi người nha. 1k view nào, kéo lên 1k view giúp em đi các anh ơi chị ơi. 744 người đang xem rồi nào, kéo lên 1k view em quay trực tiếp cho những ai có comment ở trong đây nha. Quay trực tiếp bốc thăm trúng thưởng trên điện thoại của em, những ai có comment thì đều có khả năng trúng giải. Càng comment nhiều thì khả năng được tặng quà càng cao. Ok, 766 người đang xem rồi nào, lên 1k view đi các chị ơi. 1k view em tặng luôn kính free, không phải đoán nữa. 1k view quay luôn, quả thiêu là cái gì hả rồi. 1k view tặng luôn kính free mà không cần phải đoán. Với em kính Polyjoy này các shop khác đang bán với giá 800k đấy nhá. Bên em tặng free cho các bạn là quá là hời luôn. Trong kính các anh chị nhớ rằng trong kính là trong Polyjoy nhá. Đó. Chứ không phải là cái tròng rẻ tiền bình thường, tròng Meca. Ông Meca không ăn thua. Đây nha, trong Polyjoy lên 1k view đi em tặng free kính cho mọi người luôn nào, lên 1k view. Tặng free kính cho những chị nào đang tham gia livestream, quay bốc thăm trúng thưởng trực tiếp cho mọi người luôn. Khi nào lên 1k view, làm thế nào lên 1k view, hãy share mạnh tay lên nào các chị ơi, share mạnh tay lên nào. 728 người đang xem rồi, em chỉ thiếu khoảng hơn 200 người nữa thôi. 741 người đang xem, mỗi người cho em một nút share nữa thôi, chúng mình lên 1k view quay bốc thăm trúng thưởng trực tiếp cho mọi người luôn mà không cần phải đoán nữa. Còn không là mọi người vẫn tiếp tục đoán nha. À và nhớ chia sẻ livestream này các chị nhá. Chia sẻ livestream này lên 5 hội nhóm, chia sẻ livestream 5 lần ở Facebook cá nhân chế độ công khai, chụp màn hình và inbox lại cho kính mắt Anna. Comment câu trả lời quả gì không ăn được nào, quả gì không ăn được. Có vẻ hơi khó với mọi người rồi đúng không ạ? Cố gắng lên nào, em đang gợi ý gồm 2 từ nha mọi người nha, gồm các chị ơi, để tránh cái trường hợp là bị ẩn comment, các chị em nhớ like page và comment theo một cái icon ký tự đặc biệt cùng với câu trả lời nhá. Vì là rất nhiều người comment bị ẩn đấy ạ. Các bạn thấy chưa, rất nhiều comment bị ẩn. Nên là các bạn phải comment kèm với ký tự đặc biệt hoặc là một cái icon gì đó. Ký tự đặc biệt đây có thể là dấu hỏi, dấu chấm, dấu thăng. Icon là biểu tượng khóc cười. Comment của bạn sẽ hiện lên liền mà không bị đánh dấu là spam nha. Ok, cực kỳ đẹp luôn. Em kính này quá là xinh luôn mọi người ơi. Em kính này quá là xinh luôn nào. Quả chịu, quả đất không đúng. Cố gắng lên mọi người ơi, quả gì không ăn được, quả gì không lăn được nào mọi người ơi. Lên được 800 view em quay bốc thăm trúng thưởng trực tiếp cho mọi người luôn là 800 view thôi, chỉ cần 800 view thôi ạ. Bây giờ đang chúng mình không. Ok mọi người ơi, nếu không có ai trả lời đúng lên 800 view em quay trực tiếp luôn cho mọi người. Bây giờ chúng mình đang là 600 view rồi, thiếu 200 view nữa thôi. Lên 800 view em quay trực tiếp cho mọi người luôn nào. Quả đất không đúng, quả chịu không đúng nào. Lên 800 view quay trực tiếp luôn. Vì là câu hỏi này quá khó với mọi người nên là lên 800 view em tặng cho mọi người luôn. Quả cấm không đúng, quả lựu đạn không đúng, quả cảm không đúng, quả tạ không đúng. 800 view nào mọi người ơi, thiếu 300 người nữa thôi. Các bạn chỉ cần mỗi người cho em thêm một phím share nữa thôi nha. Chắc chắn sẽ lên được 800 view. Em sẽ tặng quà cho mọi người là một em kính này. Quay trực tiếp lên Facebook nha. Quay trực tiếp cho những bạn nào đang có comment ở trong này nha. Quay trực tiếp cho những bạn nào có comment ở trong này. Tặng quà trực tiếp không cần phải đoán nữa nha. Quả tụt không đúng, quả lựu đạn không đúng nào. Các bạn có muốn quay bốc thăm trúng thưởng trực tiếp không nào? Quay trực tiếp ở trên này, trúng vào tên bạn nào tặng quà cho bạn đó. Càng comment nhiều thì khả năng được tặng quà càng cao nên là các bạn hãy nhanh tay lên. Nếu các bạn không trả lời đúng thì mình sẽ quay trực tiếp trên này nha. 615 người đang xem rồi nào, thiếu khoảng 300 người nữa thôi. Mỗi người cho em một phím share để tăng lên 800 view nha. Và cần nhớ nha các bạn, những người đang tham gia mini game ngày hôm nay nhớ like và chia sẻ livestream này lên Facebook cá nhân ở chế độ công khai. Like và chia sẻ lên livestream nhé. Chia sẻ 5 lần lên Facebook cá nhân chế độ công khai, chia sẻ lên 5 hội nhóm. Cuối cùng comment câu trả lời kèm với ký tự đặc biệt nha. Nếu comment của các bạn bị ẩn có thể là các bạn chưa like page, ít tương tác với page. Thứ hai là phải comment câu trả lời kèm với ký tự đặc biệt. Ký tự đặc biệt như là hỏi chấm dấu thăng hoặc là cái icon ấy, khóc cười thì chắc chắn comment của các bạn sẽ hiện lên nha. Quả hòn dấu không đúng, quả cảm không đúng, quả dại không đúng, quả đất không đúng. 800 view mình quay bốc thăm trúng thưởng trực tiếp nào. Quả báo không đúng nào. Và cuối livestream này mọi người nha, cuối livestream này mình sẽ tặng kính cho bạn nào share nhiều nhất. Các bạn nha, cuối livestream Kỳ sẽ tặng kính cho bạn nào share nhiều nhất nên các bạn hãy share nhiệt tình vào. Chắc chắn Kỳ sẽ tặng kính cho bạn nào share nhiều nhất ở cuối livestream này nha. Quả pháo không đúng nha các bạn nha. Các bạn nhớ nha, đừng rời khỏi livestream. Ok, lên đến 700 view rồi nào, 700 view rồi các chị ơi, 700 view rồi. Các chị đừng rời khỏi livestream vì cuối livestream này em sẽ công bố phần quà do chị nào share nhiều nhất ngày hôm nay. Bên em đang hệ thống kiểm tra rồi mọi người nha. Mọi người nhớ là chia sẻ chế độ công khai, vì nếu không chia sẻ công khai thì hệ thống sẽ không kiểm tra được. Bọn em kiểm tra bằng hệ thống chứ không phải là kiểm tra bằng Facebook mọi người nhá. Nên là phải chia sẻ chế độ công khai nha. 700 view rồi nào, thiếu 100 người nữa thôi, Kỳ quay trúng thưởng trực tiếp cho mọi người. Quả đất không đúng, quả cầu không đúng nha. Nhớ like và chia sẻ livestream này lên Facebook cá nhân ở chế độ công khai 5 lần, chia sẻ lên Facebook lên hội nhóm 5 lần, 5 hội nhóm. Và cuối livestream người nào chia sẻ nhiều nhất thì em sẽ tặng quà cho người đó. Ôi lại tụt rồi các chị ơi, 800 view cơ mà, 800 view chứ không phải là 700 view đâu, thiếu 100 người nữa thôi. 790 người cũng được. 700 Chị Anna bảo là 790 người cũng được. Quả núi không đúng, quả cân không đúng, quả đấm không đúng, quả bóng không đúng nào. Được rồi, 790 người cũng được, 790 người là quay luôn. Nhân quả không đúng, quả san không đúng, quả bóng không đúng. Thấy Hằng Nga, có Hằng Nga nha, quả đạn không đúng nào. Các anh các chị đang xem livestream hôm nay đừng rời khỏi livestream vì cuối livestream em sẽ tặng quà cho người nào share nhiều nhất. Nên mọi người cố gắng theo dõi livestream này đến cuối cùng. Và khi em gọi tên người đó, biết đâu bạn là người trúng giải mà không có ở trong livestream này thì mình sẽ không giữ phần quà cho các bạn đâu nha. Và phần quà em gửi đến cho mọi người ngày hôm nay là một em kính tròng Polyjoy đây nha. Tròng phân cực bể thoải mái, không bể không vỡ nha. Ok, 779 người rồi, 790 người, ok quay nha. Những người nào chưa kịp like và chia sẻ livestream này, thì like và chia sẻ nốt đi nào. Em sẽ bắt đầu quay nha mọi người nha. Bắt đầu quay nào. Lại tụt rồi, các chị để tụt là em không quay đâu nhá. 760 người rồi, thiếu khoảng 30 người nữa thôi. 30 người lên đúng mốc 790 là em sẽ quay liền. Quả báo không đúng, quả nhựa không đúng nào. Quả nhựa không đúng, quả bom không đúng, quả dư không đúng, có thấy bánh tũn nha. Quả anh chị nhớ đúng. Chia sẻ và like fanpage để tránh bị ẩn comment nha. Bạn Kỳ sẽ quay bốc thăm trúng thưởng ngay bây giờ đây ạ. Ok. Với những người nào bị ẩn comment là các bạn chưa like page nha, và ít tương tác với page thì chắc chắn sẽ không bao giờ comment của bạn hiện lên đâu, nên phải tương tác nhiều và phải like page. Ok. Thôi quay nhá. Những bạn nào chưa kịp like share, chưa kịp like và chia sẻ thì like và chia sẻ nốt đi. Bây giờ em sẽ quay 10 giây cho mọi người nha, 10 giây này. 10 giây cho mọi người để bốc thăm trúng thưởng. Những bạn nào có comment ở trong này đều có khả năng trúng giải nhá. Và càng comment nhiều thì khả năng được tặng quà của mọi người càng cao. Ok, 10 giây vàng bạc của mọi người nha. 10 giây vàng bạc cuối cùng của mọi người này. Những người nào chưa kịp chia sẻ, chưa kịp comment thì hãy comment cho em đi nào. Chia sẻ và comment câu trả lời nhanh lên nào. Ok nhá. Có thấy Phạm Thu Kim. Bắt đầu quay này. Bắt đầu quay, ok chưa nào, sẵn sàng chưa nào các anh các chị ở trong livestream. Em cho các anh các chị 10 giây nữa để like và chia sẻ nào. 10 giây nữa để các chị like và chia sẻ. Sau đó comment câu trả lời nha. Comment cái gì cũng được, comment ABC, lợn gà, chó mèo thì cũng được. Ok, bắt đầu quay nha. 10 giây vàng bạc cho mọi người này. 10 9. Nhớ chia sẻ nha. Ai chưa chia sẻ, chia sẻ nốt đi nào. 5 lần Facebook, 5 lần group. 8 giây cuối cùng này. 7 6 5. 5 giây cuối cùng. Anh chị nào chưa kịp chia sẻ thì chia sẻ nốt đi. Chia sẻ livestream, chia sẻ 5 lần lên Facebook cá nhân, 5 lần ở chế độ công khai, 5 hội nhóm, chụp màn hình inbox cho shop nào. 5 giây cuối cùng nào. 5 4 3 2 1. Ok, comment của em chỉ vào bạn Thanh Loan. Thanh Loan ơi, comment của mình, tay của mình chỉ vào comment của Thanh Loan. Thanh Loan ơi, bạn có ở trong livestream này không? Thì bạn để ra cho mình dấu chấm để mình biết là bạn đang xem nha. Ok, phần quà hôm nay dành cho Thanh Loan. Bên mình sẽ kiểm tra xem Thanh Loan đã like và chia sẻ livestream này chưa nha. Phần quà hôm nay mình dành cho Thanh Loan nha, vì không có ai trả lời đúng câu trả lời của mình ngày hôm nay nên mình đã quay bốc thăm trúng thưởng chúng vào bạn Thanh Loan nha. Và còn một phần quà nữa dành cho bạn nào chia sẻ nhiều nhất ở cuối livestream này. Nên là các bạn đừng rời khỏi livestream, hãy cố gắng xem đến cuối livestream và chia sẻ thật nhiều nha. Mình sẽ gửi phần quà này cho bạn Thanh Loan. Thanh Loan ơi, bạn có ở trong livestream này không nhỉ? Thanh Loan ơi, bạn có ở trong livestream này không thì comment có. Ok, bên mình sẽ bắt đầu kiểm tra xem Thanh Loan có like và chia sẻ livestream này đúng như là mình nói không nha. Phần quà của bạn là em kính dòng Polyjoy này nhá. Mời bạn chụp màn hình, chia sẻ 5 lần lên hội nhóm. Bạn đã chia sẻ 5 lần lên 5 hội nhóm ấy. Chụp màn hình inbox lại cho shop để shop gửi phần quà này cho bạn nha. Ok. Và cuối livestream này em sẽ có tặng quà cho bạn nào. Thanh Loan bạn ấy comment rất nhiều đây ạ. Đó. Thanh Lan say rất nhiều, say rất nhiều. Cảm ơn Thanh Lan rất là nhiều. Ok, phần quà này chắc chắn gửi cho Thanh Lan nha. Mời bạn comment lại cho mình số điện thoại, chụp ảnh gửi fanpage. À, chụp ảnh gửi fanpage, sau đó cho bên mình lại số điện thoại kèm địa chỉ của bạn để mình gửi phần quà cho các bạn nha. Ok. Và cuối livestream mình có tặng quà cho bạn nào share nhiều nhất nên các bạn đừng rời khỏi livestream nha, chắc chắn có tặng quà cho các bạn đấy. Với bạn nào share nhiều nhất thì hôm nay mình sẽ tặng quà cho các bạn ở cuối livestream nha. Tiếp theo phần của... Bây giờ mình sẽ lên những mẫu kính hôm nay mình bán cho các bạn nhé. Tất cả các mẫu kính hôm nay bên mình sale còn 199k. Em kính đầu tiên nha mọi người nha. Mã của em nó là 71187 mọi người nha. Em kính đến từ hãng Trà Neo, kính không viền nha, có logo Trà Neo khắc bên trên này. 71187 giá 199k. Một màu duy nhất mọi người nha. Một màu duy nhất thôi đúng không ạ? Là màu xám khói mọi người nha. 71187, ai ôm kính này thì comment ngay lại cho mình 71187 kèm số điện thoại và kèm địa chỉ. Anh chị ạ, cái mã kính sale bên em hôm nay không còn nhiều, số lượng bên em không còn nhiều nên ai mua hàng nhanh tay comment mã kèm số điện thoại và kèm địa chỉ cho em nha. 71187 kèm số điện thoại và địa chỉ. Em kính Trà Neo là kính không viền ơi. Với em kính này thì nam nữ đều có thể đeo được mọi người nha, nam nữ đều có thể đeo được kính không viền này nha. Phần kính khá là cong, ôm sát vào mặt vừa cho những bạn nào mũi thấp và thái dương hóp nha. 71187 nào, xinh lắm luôn. Ok, anh chị nào ưng thì comment ngay lại số điện thoại kèm địa chỉ cho em kèm mã hàng nha. Số lượng bên em không có nhiều mọi người nhá, số lượng kính này bên em không có nhiều nên em sẽ ưu tiên cho những chị nào comment trước nha mọi người nha. Ship Hải Phòng 30k mọi người nha. Có kính nam nha, kính này nam nữ đều có thể đeo được. Ok chưa nào? 71187 199k. Cực kỳ xinh nha, 71187 nha. Ưng thì comment ngay lại số điện thoại kèm địa chỉ cho em nhá. 71187 có kính nam nha mọi người nha. Kính này nam nữ đều có thể đeo được nha. Phần kính không viền này nam nữ đều có thể đeo được. Chỉ số tia UV của em nó là 400 nha. Và các chị đừng quên nha, em sẽ tặng kính cho chị nào 199k mọi người nhá, 199k nha. Và em sẽ tặng kính cho người nào có lượt share nhiều nhất trong ngày hôm nay nha. Ship 30k mọi người, ship đồng giá toàn quốc 30k nha. Ok, 71180 giá 199k. Anh chị nào ưng thì comment lại cho em 71180 kèm mã hàng, số điện thoại và địa chỉ. Nỗi buồn không tên cho mình xin lại đầy đủ số điện thoại và địa chỉ của bạn nào nỗi buồn không tên ơi. Nỗi buồn không tên cho mình xin lại đầy đủ số điện thoại và địa chỉ nha. 71180 199k nha. Anh chị nào ưng comment ngay lại cho em 71180 kèm số điện thoại và địa chỉ. Ship toàn quốc 30k, mua trên 3 chiếc được free ship. Dù bạn bè mua cùng để được free ship nha. Mã kính tiếp theo là mã kính sao gửi đến cho mọi người là 1807 199k đến từ hãng Trà Neo, kính mắt nơ cực kỳ điệu. Phần kính là màu khói, phần tròng là màu khói này, phần gọng màu nhựa đen nha. Có cái logo, có cái phần họa tiết này rất là xinh nha các bạn nha. Ở Hải Phòng ship 30k bạn ơi, ship 30k, ship toàn quốc 30k. Em này mã là 1807 199k. Kính nơ này ôm sát vào mặt, phù hợp cho những bạn nào mũi thấp và thái dương hóp nha. Đẹp lắm luôn, đẹp lắm luôn nha. 1807 199k các bạn nhá, 1807. Ok, anh chị nào ưng kính này thì comment ngay lại số điện thoại kèm địa chỉ cho em nhá. Với những tròng kính meca bên ngoài thì không có khả năng chống được tia UV, tia cực tím, nhưng với bên mắt kính Anna nha, đẹp tốt gỗ, tốt cả nước sơn luôn. Mua 3 chiếc mới được free ship nha. Ok cho Hà Vi này. Đó, chỉ số UV là 400 nha mọi người nha. Thế là mọi người yên tâm một điều, khi đeo kính này các bạn sẽ đi ra ngoài đời sẽ được bảo vệ khỏi tia UV, tia bức xạ cực tím, ánh sáng xanh từ điện thoại nhá. Ok chưa nào? Mua 3 chiếc mới được free ship nha mọi người nha. 1807 199k. Anh chị nào ưng thì comment 187 em ơi. Không, em sang mã kính khác rồi mà. Anh chị nào ưng kính này thì comment lại cho em 1807 số điện thoại và địa chỉ. 71187 ai lấy thì comment ngay lại số điện thoại và địa chỉ cho em. Yến Ngân cho em xin lại đầy đủ số điện thoại và địa chỉ. Thúy Trương ơi, ok, mình sẽ lên một mã kính mặt tròn nhá. Cực kỳ đẹp. Tú Nguyễn cho mình xin lại đầy đủ số điện thoại địa chỉ. Các bạn mua hàng comment lại số điện thoại và kèm địa chỉ cho mình. Comment đầy đủ số điện thoại và kèm địa chỉ cho mình nha, đẹp lắm luôn nha. Ok, 1807 199k. 1807 chứ không phải là 1707 đâu Hoa Vivi ạ. 1807 nha, kính này là 1807 199k. Anh chị nào ưng comment ngay lại cho em 1807 số điện thoại và địa chỉ. Đây là màu xám khói đen mọi người nha. Màu thứ hai em gửi đến cho mọi người là ở câu hỏi thứ hai là mã 13. Câu hỏi thứ hai cơ mà, câu hỏi thứ hai đây hỏi 1. Câu hỏi thứ hai là 8600 nhá. 8600 nhá. Kính ở câu mã đây nha. Kính ở câu hỏi thứ hai là 8600 bạn nhá. Nếu bạn ưng kính 8600 này thì comment cho mình 8600 kèm số điện thoại và địa chỉ nhá. Thắng Nguyễn Quốc cho mình xin lại đầy đủ số điện thoại và địa chỉ nha. Các bạn mua hàng comment cho mình ngay số điện thoại và địa chỉ. Các bạn mua hàng comment ngay lại số điện thoại và địa chỉ cho mình nha mọi người nha. Nhớ là comment đầy đủ số điện thoại và địa chỉ nhá. Ok. Mua hàng comment đầy đủ số điện thoại địa chỉ. Mã tiếp theo gửi đến cho mọi người nha. 1836 có hai màu nhá. Màu thứ nhất là màu nâu này. Màu nâu tròng be mọi người nha. Màu nhất là màu nâu tròng be. 1836 đúng không ạ? Đúng rồi, 1836 đây nha, 1836 màu nhất là màu tròng be này, cực kỳ xinh, 199k. Sale tại livestream này nha. Tri ân cho các anh chị vào ngày 30 tháng 4, 1 tháng 5 chỉ bán tại livestream này thôi. Nên là các chị anh nhanh tay mua hàng tại livestream này nha. Và màu thứ hai em gửi cho mọi người đến cho mọi người là màu đen nha. Cực kỳ xinh màu đen đây. Gọng màu đen cực kỳ xinh nha, em đeo cho các chị xem này, xinh lắm luôn, mắt nơ này phù hợp với những chị nào mũi thấp và thái dương hóp nha. 1836 199k. Anh chị nào ưng thì comment ngay lại số điện thoại và kèm địa chỉ cho em. 8600 cho Ngân Ngây Ngô. Ok, Ngân Ngây Ngô cho mình xin lại đầy đủ số điện thoại và địa chỉ nhá. 8066 bạn ơi. 8066 chứ không phải là 8600. 8600. Đúng rồi. 8066 mà chị. 8066 chứ không phải là 8600 nha mọi người nha. 8066 nha. Đẹp lắm luôn. Ok, kính mèo Minh Hiếu cho mình xin lại đầy đủ số điện thoại và địa chỉ nào. Mọi người mua hàng cái không viền 199k. Cái không viền 199k. Mã là 71180 em ơi. Cái không viền là 71180 đây nha. 71187 sorry, 71187 mọi người nha, đây 71187 đây, cái không viền nha, 71187 không viền nha, không viền là cái 71187. Mua hàng comment ngay lại số điện thoại và kèm địa chỉ cho chị nhá. Ok, mã kính mình đang đeo cho các bạn là 1836 mọi người nha, 1836 nha, đây cực kỳ xinh nha, 1836 đây, đẹp lắm luôn, xinh lắm luôn nha, 199k thôi. Mua hàng comment ngay lại số điện thoại và kèm địa chỉ cho em nha. 1836 nha. Mua hàng comment ngay lại số điện thoại và kèm địa chỉ. Ok, 1836 199k. Kính mắt nơ vừa với những bạn nào mũi thấp trái dương hóp nha. Mã kính có kính nam nha, 8066 8066 trong Polyjoy. 8066 trong Polyjoy là 240k nha. Ngân Ngây Ngô. À, Ngây Ngô Ngân trong Polyjoy nhá, cái 8066 là trong Polyjoy nhá. Ok, mắt kính tiếp theo mình gửi đến cho các bạn đây, một mã kính cực kỳ xinh luôn. Số lượng kính bên mình không còn nhiều với em này nha. Màu đã 1807 mọi người nha, 1807 em này khác với em trước mọi người nha, kính đến kính từ hãng Trà Neo, có logo Trà Neo khắc trên này nha, 1807. Cái không viền đây chính là màu xám khói rồi bạn ơi. Không viền đây là màu xám khói rồi mà, đây này. Bạn nhìn rõ không? Đây là màu xám khói rồi nhá. Đẹp lắm luôn đây. 71187 bạn nha. Đây, cái mình đang đeo là 71187 199k. Ok, cho Phạm Thu Kim này, mua hàng comment lại đầy đủ số điện thoại và địa chỉ cho mình nhá, 71187 nha. Và cái em kính mình đang giới thiệu dở đến cho mọi người đây nha, 1807 1807 199k. Có logo Trà Neo khắc ở bên trên nha. Cực kỳ xinh, em kính nơ này ôm sát vào mặt, phù hợp cho những bạn nào mũi thấp và thái dương hóp. Ship toàn quốc 30k một chiếc. Mua 3 chiếc sẽ được free ship. 1836, em vừa like xong mà. Cái màu đây 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 đây, 1836 đây này. Chị xem mã đúng không? Em nhớ là cái màu BB mà. Xinh lắm luôn nha. Ok chưa nào? Có kính nam mình sẽ lên từng mẫu kính một nha. 1807 199k. Ưng thì để lại ngay số điện thoại kèm địa chỉ cho mình nhá. Rất rất xinh. Cuối livestream này mình sẽ tặng kính cho những bạn nào lại like và chia sẻ này nhiều nhất nha. Cuối livestream mình sẽ tặng kính cho những bạn nào like và chia sẻ nhiều nhất, nên các bạn đừng rời khỏi livestream, vì cuối livestream biết đâu các bạn là người trúng phần quà của kính mắt Anna. Khi mình gọi tên các bạn không có ở trong livestream này thì mình sẽ hủy phần quà đó nhá. Hoa Vi cho mình xin lại đầy đủ số điện thoại và địa chỉ. Ok, một mã kính cho những người mặt tròn nhá. Một mã kính đến cho người mặt tròn này, 8026 mọi người nha. Kính vuông bảng nha mọi người nhá, màu xám khói trên đậm dưới nhạt, cực kỳ xinh này. Phần viền có chữ logo Trà Neo, có phần viền có cái họa tiết này rất là xinh nhá mọi người nhá. Có logo Trà Neo khắc laser ở trên này nhá. 8026 199k. Ai yêu em này thì comment ngay lại cho em 8026 kèm số điện thoại và địa chỉ. Cuối livestream em sẽ tặng quà cho chị nào có lượt share nhiều nhất nhá. Cuối livestream sẽ tặng quà cho chị nào có lượt share nhiều nhất, nên mọi người hãy share nhiều vào. Cuối livestream sẽ công bố người nào là người trúng giải, nên các chị hãy cố gắng theo dõi livestream này đến cuối cùng nha. Cái không về là 7 cái không viền, mã của em nó là 71181. Đây, 71187. 71187 bạn nha. Em không viền. Em không viền này là 71187, 71187 nha. Mình nhắc lại em không viền là 71187 nha Yến Ngân. Ok. Kính nam nha, kính nam mình sẽ lên sau bạn nhá. Kính nam mình sẽ lên lần lượt sau nha. Đây em kính hồng lúc nãy đây ạ. Em kính hồng lúc nãy ở đầu livestream đây ạ. Em kính hồng ở đầu livestream. Đây nha. Cực kỳ xinh nha, em kính hồng cực kỳ xinh nhá. Đó, đẹp lắm luôn. Ông kính hồng này thì comment lại cho mình nha. Em kính hồng này mã là sao nào? 1356 mọi người nha, 1356 cực kỳ đẹp. Em kính hồng này là mã 1356 cho các bạn mặt tròn nhá. Kính hồng này có 3 màu này. Có 3 màu, màu vàng, màu xám và màu hồng nhá. Ưng màu nào thì comment cho mình 1356 kèm màu sắc kèm số điện thoại và địa chỉ, ok chưa nào? 1356 mọi người nha. Đó. Và em kính mình đang giới thiệu dở đến cho mọi người đây nha. 8026 8026 199k. Phù hợp cho những bạn nào mặt tròn bầu, rất là xinh luôn. Rất xinh, đến từ hãng Trà Neo nha mọi người nha. Chỉ số UV của em nó là 400. 8026 nha, 199k. Ai ưng thì comment ngay lại cho mình 8026 kèm số điện thoại và địa chỉ nha. Ok, mã kính tiếp theo mình gửi đến cho mọi người nhá. Một mã kính nữa đẹp hơn rất là nhiều. Sang chảnh thanh giả. Các bạn đeo kính này cài lên tóc đi ba, cực kỳ xinh. Mọi người vào xem, chưa chọn được hàng ý, chưa chọn được kính ý cho Kỳ một chấm đi, để Kỳ biết là mọi người đang xem nhá. Đây là siêu phẩm bên em cực kỳ hot, 1832 mọi người nha. Màu thứ nhất là màu đen đây, tròng xám khói mọi người nhá. 1832 màu đen tròng xám khói cực kỳ xinh, 199k thôi. Bên cạnh của nó là màu đen, đen trơn bóng. Bên phần mặt trước có đính đá rất là sang chảnh nha. 1832 màu đen 199k. Và màu thứ hai là màu nâu mọi người nhé. Nâu đây, viền nâu, màu nâu, gọng nâu, mắt nâu luôn. Đó, xinh lắm luôn. 1832 hai màu đen và nâu. Ok, anh chị nào ưng kính này thì comment cho em 1832 kèm màu sắc kèm số điện thoại và địa chỉ nha. Trần Ngọc Dương cho mình xin lại đầy đủ số điện thoại và địa chỉ. Ai ưng kính nào, muốn lấy kính nào thì các bạn phải comment đầy đủ số điện thoại và địa chỉ cho mình các bạn nha. Trần Ngọc Dương cho mình xin lại đầy đủ số điện thoại và địa chỉ nào. Cái màu vàng đây bạn nhá. Cho em một cái kính mini game màu vàng đấy. Đây cái màu vàng đây bạn nha, cái màu vàng đây. Cái 1356 màu vàng đây rất là xinh luôn nha. Anh chị vào xem chưa chọn được hàng ý cho em một chấm nào. Ok, kính em đang đeo mọi người nha là mẫu hot bên em nha. Mọi người lưu ý này, kính bên em chỉ giao tại livestream vào buổi hôm nay thôi. Nên là người nào muốn mua thì phải mua ngay tại thời điểm này, vì ngoài livestream bên em sẽ không bán với giá này đâu. Sale tri ân cho mọi người duy nhất trong livestream cho mọi người nha. Ok chưa nào? Mã kính em đang giới thiệu cho mọi người nha, có hai màu nha, nâu và đen, mã là 1832 199k. Anh chị nào ưng kính này thì comment ngay lại cho em 1832 kèm màu sắc kèm số điện thoại và địa chỉ nha. 8066, ok 8066 đây nha, tròng Polyjoy 240 mọi người nha, bẻ thoải mái này. Bẻ thoải mái này. Rồi, tay mình yếu quá nên mình bẻ hơi vất vả. Tay có móng tay là khó bẻ, hơi khó đó. Đó. 8066 tròng Polyjoy 240 nha. Anh chị nào ưng thì comment ngay lại cho mình 8066 kèm số điện thoại và địa chỉ nha. Kiêm chống bể chống mỡ, kiêm cả chống tiêu UV, tia bức xạ cực tím nha. Ok chưa nào? 1807 ok cho Hoa Vi này. Anh chị mà muốn test cái khả năng phân cực của em nó thì có thể để trước điện thoại ấy, hoặc là để trước cái những cái gì mà máy gì nó có độ bức xạ nhiều, các bạn thấy nhìn thấy khả năng phân cực của em đó. Ok, kính em đang đeo nha. 1807 chắc qua mẫu lâu rồi. Ok, 8066 8066 240k. Anh chị ưng thì để lại ngay số điện thoại và kèm địa chỉ kèm mã kính cho em nha. Ok, tiếp em qua ở mã kính khác cho mọi người này. Ôi em kính này thì đẹp lắm luôn. Mấy chị mặt bầu to tròn đâu rồi? Mấy chị mặt bầu to tròn đâu rồi? Vào đây đây nào. Cái này bên em còn 4 cây cuối cùng này mọi người ơi. 4 cây cuối cùng cho 4 người nhanh tay nhất luôn nha. 4 cây cuối cùng. Cái kính mình vừa lên mẫu mà có phần đính đá là 199k. Còn cái kính mà trong Polyjoy thì là 240 bạn nhá. Chỉ có một màu đấy ạ. Chỉ có một màu đấy thôi ạ. 86133, 86133, một màu duy nhất xám khói mọi người nha, 86133. Bên ngoài viền có những cái hạt kim cương rất là bé, rất là xinh. Mấy chị mặt bầu to tròn đâu rồi, đẹp lắm luôn. Đây, ngầu dữ dội luôn nha, đẹp lắm luôn. Em này mà các bạn mặc đi biển nha, mặc một team mấy chị con gái xinh xinh với nhau nhá thì quá là ngầu mọi người nhá. 86133 199k. Anh chị nào đây, anh chị nào ưng thì comment ngay lại cho em 86133 kèm số điện thoại và địa chỉ. Với những chồng meca bên ngoài thì không có khả năng chống tia UV, lợi nhuận cao. Nhưng với bên kính em nha, tròng hữu cơ cao cấp mọi người nha, thủy tinh hữu cơ cao cấp, chỉ số UV là 400. Nên mọi người yên tâm một điều nha, khi đeo kính bên kính mắt Anna thì mắt các bạn sẽ được bảo vệ khỏi tia UV, tia bức xạ mặt trời và ánh sáng xanh từ điện thoại. Ok chưa nào? Đây, 813 86133 86133. Quá đẹp luôn. Mọi người ơi, cái em này thì quá là sang chảnh. Ai ưng kính này thì comment ngay lại cho em 86133 kèm số điện thoại và địa chỉ. Còn 4 cây cuối cùng cho mọi người. Thùy Anh Lê cho mình xin lại địa chỉ nha. Có rất nhiều mẫu đắt nha Nguyễn ơi. Sao chị keo kính nào cũng đẹp vậy? Không phải do chị đâu mà do kính em ạ. Kính bên kính mắt Anna kính nào cũng đẹp. Chị mà có tiền là chị dinh cả cửa hàng về mặc luôn. À về đeo luôn. 86133 cho Linh Nguyễn, ok cho Linh Nguyễn này. Còn 4 cây cuối cùng, em đã nói em dơ cho mọi người xem 86133, còn 4 cây cuối cùng anh chị nào thích kính này comment ngay cho em 86133 kèm mục, kèm số điện thoại và kèm địa chỉ. B Mai Trần lấy mã nào? 86133, ok 86133 cho B Mai Trần. B Mai Trần cho mình xin lại địa chỉ, Ngọc Tuấn cho mình xin lại địa chỉ. Còn 1 cây cuối cùng. Mỗi loại bên mình số lượng không còn nhiều đâu, nên là các bạn ưng là phải comment ngay số điện thoại và kèm địa chỉ. Bên mình sẽ ưu tiên cho những bạn nào comment trước này, vì đây là hàng sale ạ. Ok, comment trước và đầy đủ thông tin nha. Cuối livestream mình sẽ tặng quà cho bạn nào có lượt chia sẻ nhiều nhất, nên các bạn đừng quên chia sẻ nha. Mai được bao nhiêu rồi? 86133 chị ạ. Mình sẽ tặng quà những bạn nào có lượt chia sẻ nhiều nhất, nên là các bạn nhớ là phải chia sẻ thật nhiều. Cuối livestream mình sẽ tặng quà cho các bạn nha. Cuối livestream mình sẽ tặng quà cho các bạn. Các bạn đừng rời khỏi livestream, vì cuối livestream mà mình gọi tên các bạn không có ở trong livestream thì mình sẽ không giữ phần quà của các bạn đâu. Ok. Mã kính tiếp theo gửi đến cho mọi người nha, 9304. Với kính này em có 2 màu cho mọi người lựa chọn. Riêng màu đen em chỉ còn 3 cây mọi người nha. Màu nhất là màu nâu này. 9304 màu nâu đến từ hãng Gucci nha. Có logo Gucci đây mọi người nhìn thấy không? Cực kỳ xinh. Cực kỳ xinh nha, đây. 9304 mọi người nha, 9304. Hà Đoan ơi, mời bạn inbox cho shop kèm với số điện thoại và dòng chữ check đơn nha bạn nha. Hà Đoan ơi, bạn inbox cho shop số điện thoại kèm với chữ check đơn, bên mình sẽ có người check đơn cho bạn liền. 9304 có 2 màu, màu nhất là màu nâu này. Kính riêng kính này thì cực kỳ ôm mặt luôn, mọi người nhìn nó cong như thế này cơ mà nó ôm sát vào mặt các bạn luôn nha. 9304 2 màu cho các bạn lựa chọn, màu nhất là màu nâu và màu thứ hai là màu đen. Màu thứ hai là màu đen, riêng màu đen em chỉ còn 3 cây cuối cùng. Nào anh chị nào ưng kính này thì comment ngay lại cho em 89304 mọi người nha. 2 màu nâu và đen, riêng cây này, riêng màu này màu đen em còn 3 cây thôi. Nhanh tay comment cho em nào. Ok cho Hà Đoan, ok cho bánh bèo này, ok cho B Mai Trần này. Phương Lê bạn đợi một lát cho Phương Lê nhá. Ok cho nỗi buồn không tên này, các bạn mua hàng comment ngay lại số điện thoại và kèm địa chỉ nha mọi người nha. Ok, mã kính em đang đeo đây 9304 có 2 màu thôi, riêng cái này bên em màu đen còn 3 cây cuối cùng. Vì bên em đã là hàng sale rồi, nên em sẽ bán hàng cho những chị nào comment trước là cái thứ nhất. Và comment đầy đủ thông tin là cái thứ hai, share nhiều là cái thứ ba. Cuối livestream chị nào share nhiều nhất thì em sẽ tặng quà cho chị đó. Nên các chị đừng rời khỏi livestream, vì biết đâu các chị là người trúng giải ngày hôm nay nha. Cảm ơn Duyên em, rất là nhiều. Ok chưa nào? Mã kính em đang gửi đến cho mọi người nha, 9304 199k. Ưng mã này thì comment ngay lại cho em 9304 kèm màu sắc, kèm số điện thoại và địa chỉ. Cực kỳ xinh nha, 9304 2 màu cho mọi người lựa chọn, nâu và đen nha. Thùy Anh Lê ơi, ok cho Thùy Anh Lê, bên em sẽ nốt lại cho Thùy Anh Lê nha. Mọi người ơi, cuối kết thúc livestream này bên em sẽ có người gọi điện cho mọi người chốt hàng, nên mọi người cố gắng để ý điện thoại. Và biết đâu em sẽ là người gọi cho mọi người luôn đấy. 9304 2 màu đen và nâu, ưng màu nào comment ngay lại cho em 9304 kèm màu sắc, kèm số điện thoại và địa chỉ. Rất xinh đúng không ạ? Ok. Mã kính tiếp theo em gửi đến cho mọi người nha. Một mã kính mắt mèo. Mấy chị mặc một mã kính không viền trước đi, lục giác, kính không viền lục giác, Chanel khoan mọi người nha, xinh lắm luôn. Ok cho Lê Thảo Vi này. Cái này từ hãng Trà Neo mọi người nha, 71180 mọi người nha, 71180. Cái mã này bên em bán được nhiều dã man luôn. Kính này thì cực kỳ xinh nha. 71180 bên em còn 3 cây cuối cùng thôi ạ. 3 cây cuối cùng cho bạn nào nhanh tay comment nào. Nhanh tay comment 71180. Đây, chính nó đây. 71180 mọi người nha, 71180 đây. Xinh lắm luôn. Có 3 cây cuối cùng. Nhanh tay comment 71180 kèm màu sắc, kèm số điện thoại và địa chỉ. Ok cho Lương Ngọc Châu này. Hằng Nga cho mình xin lại đầy đủ số điện thoại và địa chỉ của bạn. Ok, mình chốt hàng cho Hằng Nga rồi nha. 8066 ok cho Hằng Nga nha. Nào, kính mình đang đeo mọi người ơi, kính Trà Neo nha. Kính Trà Neo khoan nha mọi người nha. Với em kính này mọi người đi tầm 6-7 giờ tối vẫn ok, nếu thời tiết mùa hè nhá. 71180 199k. Kính Trà Neo khoang này nhìn nó rất là ngầu nhá. Mọi người nhìn này, kính lục giác không viền, đeo ngầu lắm luôn ạ. Ok, anh chị nào ưng thì comment giúp em 71180 kèm màu sắc, kèm số điện thoại và địa chỉ nha. Em còn 3 cây cuối cùng này, đây 3 cây cuối cùng em cầm trên tay đây. 3 cây cuối cùng cho bạn nào nhanh tay comment 71180 kèm màu sắc, kèm số điện thoại và địa chỉ nha. Các chị không cần phải đợi em chốt hàng đâu, vì em sẽ ưu tiên cho những chị nào comment trước đầy đủ số điện thoại và địa chỉ trước nha. Ok. Đây chị 71180 đi chị ạ. Em xin mẫu khác. Đây chị làm đi em lấy cho. Ok, một mã khác cho mọi người nha, một mã kính mắt mèo mấy anh chị mặt nhỏ đâu nhỉ? À mấy anh chị mặt tròn đâu nhỉ? 71180 Nguyễn Hiền ơi, chứ không phải là 71189 đâu. Bạn cho mình xin lại số điện thoại và địa chỉ của bạn nha. Một mã kính mắt mèo từ đầu livestream đến giờ 199k đúng không ạ? Hiếu ơi, đây, lấy cái kim. 1325, xinh lắm luôn. Cái này em còn 5 cây cho chị nào nhanh tay nhất nào. 1325 mọi người ơi, xinh lắm luôn, kính mắt mèo tròng đen truyền thống nha. Bên dưới có cái gì nhỉ? Cái kim loại màu đồng. Vâng, cực kỳ xinh. Cực kỳ xinh mọi người nha. Ok cho Yến Ngân, Yến Ngân cho mình xin lại địa chỉ của bạn nha. 1325 199k. Em còn 5 cây cuối cùng cho người nào comment nhanh tay nào. Giá sale bên em chỉ áp dụng tại livestream này cho những người like và chia sẻ livestream. Càng chia sẻ nhiều thì khả năng cuối livestream thì các bạn được tặng quà càng cao. Cuối livestream mình sẽ tặng quà cho bạn nào có lượt share nhiều nhất, mình sẽ gọi tên bạn ý. Các bạn phải theo dõi livestream đến cuối cùng giúp mình nha. Ok, 1325 199k. Anh chị nào ưng thì comment giúp em 1325 kèm màu sắc, số điện thoại và địa chỉ. Ok, cho nỗi buồn không tên. Yến Ngân cho mình xin lại địa chỉ của bạn Yến Ngân ơi. Các bạn ơi, các bạn lưu ý giúp mình này, hàng sale rồi các bạn không đổi không trả, các bạn chốt hàng rồi chắc chắn lấy giúp mình, không hủy đơn, không bom đơn, vì một cái đơn này bên mình lãi không được bao nhiêu cả mà phải còn hàng trăm chi phí chi trả nữa, thì các bạn đừng bùng đơn của shop, rất là tội shop nha. 1325 199k. Ai ưng thì comment giúp em 1325 kèm màu sắc, kèm 1325 kèm số điện thoại và địa chỉ. 5 cây cuối cùng cho người nào comment nhanh tay nhất nha. Đây 1325 đây, xinh lắm luôn. Nguyễn Hiền ơi, chị thấy địa chỉ có thấy hàng Nga nha, bên mình có chốt hàng cho hàng Nga rồi nha. 135 199k nào, xinh lắm luôn, xinh lắm luôn. 1325 nha, đẹp lắm luôn. Comment ngay cho em 1325 kèm màu sắc, kèm số điện thoại, địa chỉ. 199k thôi. Em kính mắt mèo này phù hợp với những bạn nào mặt bầu bĩnh, mặt hơi nhỏ một tí vẫn đeo được nhưng mà rộng dạng kiểu mặt bầu ấy, thì khi các bạn đeo vào mặt các bạn sẽ thon gọn và trông. Ok Trang Nhuế nhá, Trang Nhuế em để cho chị một cái rồi nha. Chị Trang ơi, inbox lại Facebook của em, số điện thoại và địa chỉ của chị nhá, chị Trang nhá. Trang ơi, inbox. Ơi, cái này có sale không? Nào, bạn nào lấy cho em một hai kính khác giúp em vậy ạ. Trang ơi, inbox lại cho em số điện thoại và địa chỉ nhá. Ok, một mã kính đi xuyên đêm cho nam và nữ đều đeo được nào. Nam nữ đều đeo được. Chị ơi, ghi cái này trong cái Trang nhé, bạn em tí đi địa chỉ sau. 1325. Mã kính tiếp theo gửi đến cho mọi người ngày hôm nay nha. Anh chị ơi, cuối livestream em sẽ tặng quà cho mọi người đấy, nên mọi người đừng rời khỏi livestream mà hãy xem livestream này cuối cùng nha. Xem đến cuối livestream, ai chia sẻ nhiều nhất em sẽ tặng quà cho người đó. Những người đang xem livestream mà chưa chọn được kính ưng ý, hãy cho em một dấu chấm. Muốn xem kính gì comment ở dưới giúp em để em chiều theo ý mọi người nha. Ok, một mã kính tiếp theo đi xuyên đêm cho mọi người. Mỗi loại em chỉ còn 2 cây, mỗi màu em chỉ còn 2 cây, cực kỳ xinh nha. Nam nữ đều có thể đeo được nha, đẹp lắm luôn đây ạ. 0228 mọi người nha, 0228. Kính đến từ hãng Gucci đi xuyên đêm, có logo Gucci khắc ở bên trên nha. 0228, màu thứ nhất em gửi đến cho mọi người là màu xanh và màu hồng, em đeo cho các chị xem nhá. Đẹp lắm luôn, 0228 nha. Màu thứ hai là màu hồng, xinh lắm luôn đây. Cái này nam nữ đều có thể đeo được. Anh chị đi xuyên đêm 2-3 giờ sáng thoải mái nha. 0228 199k. Ok, anh chị nào ưng kính này thì comment ngay lại số điện thoại và kèm địa chỉ cho em. Em nói với anh chị thế này này, ở những shop khác ấy, anh chị không bao giờ mua được những cái kính chống tiêu UV dòng cao cấp, trong cao cấp bên em với cái giá này đâu. Vì là các shop khác ít nó phải bán đến 3-400 vì nó lãi rất là cao. Còn bên em chi ăn cho mọi người ngày 30 tháng 4, 1 tháng 5 nên em sale sập sàn trong livestream. Nên các chị mua hàng tại livestream giúp em. Và nhớ đừng quên like và chia sẻ livestream này giúp em nha các chị nha. Mua được hàng giá rẻ đừng tiếc nhau một share. Nhớ chưa ạ? Ok, mã kính em đang gửi đến cho mọi người là 0228, 2 màu hồng và xanh, nam nữ đều có thể đeo được, đi xuyên đêm được thoải mái các chị nha. Kính đến từ hãng Gucci. Cường Trần ơi, cho mình xin lại đầy đủ số điện thoại, địa chỉ kèm màu sắc bạn lựa chọn nha. Nam nữ đều có thể đeo được. Các anh chị mua trên 3 chiếc được free ship nên hãy rủ bạn bè mua cùng để được free ship. Mua một chiếc ship toàn quốc là 30k nha mọi người nha. Màu hồng nam nữ đều đeo được, màu xanh nam nữ cũng đeo được thoải mái. Các bạn có thể mua các bộ về nam đeo xanh, nữ đeo hồng, đeo với nhau, yêu nhau, đeo cùng kính với nhau rất là phù hợp. Có thấy Ngọc Hương Phạm nha. Cường Trần cho mình xin lại số điện thoại và kèm địa chỉ màu sắc bạn lựa chọn nào Cường Trần ơi. Ok, em tính mình đang gửi đến cho mọi người đây nha. 028 199k. Mua hàng comment ngay lại mã hàng, màu sắc kèm số điện thoại và địa chỉ cho em nha. 0228 2 màu, đi xuyên đêm thoải mái nha. Em kính giọt nước này thì quá là hot luôn. Quá ngầu đúng không ạ? Ưng thì comment ngay cho em nha. Anh chị nào vào chưa chọn được hàng ý cho em một chấm để em biết là mọi người đang xem. Mọi người muốn xem kính gì hãy comment ở dưới để em chiều theo ý mọi người nha. 028 2 màu xanh hồng. Ưng comment ngay lại cho em. 028 kèm màu sắc, kèm số điện thoại và địa chỉ. Bên em sẽ nhanh chóng ship hàng và chốt hàng cho mọi người. Ship toàn quốc 30k. Mua trên 3 chiếc sẽ được free ship. Và lưu ý giúp em nha anh chị, nhớ like và chia sẻ livestream này. Được hàng giá rẻ đừng tiếc nhau một share. Đó là câu nói em hay nói trong livestream ấy, mọi người thì có vần không? Ok, mã kính tiếp theo gửi đến cho mọi người nha. Chị ơi, cho em xin thay kính khác. Mã kính tiếp theo em gửi đến cho mọi người nha. Mọi người muốn xem kính gì thì comment ngay cho em kính mọi người thích nào. Sau đó em đáo lại nhé. Đáo lại cho em. 8833. Ôi số đẹp lắm luôn các chị ơi, 8833. Có gọng kính Hàn Quốc. Ok cho Cường Trần này. Kính người mặt nhỏ nha. Đây kính người mặt nhỏ thì bạn chọn kính này là phù hợp luôn bạn ơi. Kính người mặt nhỏ đây 1325 bạn ơi, 1325 kính cho người mặt nhỏ bầu nhá. Mặt nhỏ và tròn này, với những người nào mặt nhỏ và tròn đeo em này là phù hợp. 1325 199k, duy nhất một màu đen nha. Ưng kính này comment giúp mình 1325 kèm màu sắc, số điện thoại và địa chỉ. Ok, sau đây mình sẽ gửi đến cho các bạn một dòng kính tròng Polyjoy cao cấp phân cực, bẻ cong ánh sáng, cực kỳ ôm mấy chị mặt mũi thấp. Cảm ơn Thí Trương. Mấy chị mặt mũi thấp mà thái dương hóp đâu hết rồi. Vào đây em cho xem em kính này. Đây nhìn đi, nó cong lắm luôn. Nó sẽ ôm vào mặt các chị khi các chị đeo. Ok, xinh lắm luôn đây. Mã của em nó là 8833 239k nha. 8833 239k. Tròng Polyjoy phân cực mọi người nha. Phân cực bẻ cong ánh sáng cực kỳ. Tức là cái tròng này nó rất là bền mọi người nha. Dùng đến bền, tức là nó khả năng bền của em nó là chống bể và vỡ. Tức là khi mọi người cán có hộp nha. Khi mọi người đi xe qua cán cũng không hỏng. 8833 239k. Mua hàng comment giúp em 8833 kèm số điện thoại, kèm địa chỉ. Ok chưa nào? Xinh lắm luôn. Tròng Polyjoy này nhá, không chỉ đẹp, không chỉ sang chảnh mà lại còn bền. Không chỉ thế nữa, còn chống tiêu UV 400 nha. Với những kính nào có khả năng chống tiêu UV thì chỉ số sẽ chỉ từ 375 đến 400 nha mọi người nha. 8833. Ngọc Hương Phạm cho mình xin lại địa chỉ Ngọc Hương Phạm ơi. 8833. Ngọc Hương Phạm cho mình xin lại địa chỉ của bạn nha. 4 cây cuối cùng mọi người, chỉ còn 4 cây cuối cùng, cho người nào nhanh tay comment nào. Các bạn lưu ý hàng sale bên em áp dụng cho những bạn nào like và chia sẻ livestream này lên Facebook cá nhân ở chế độ công khai. Số lượng không có nhiều nên là các chị, khi các chị em lên mẫu, chị phải comment nhanh giúp em. 8833 239k. Đúng rồi ạ. Mua hàng comment nghe lại số điện thoại và địa chỉ nha. Ok, bây giờ em sẽ giới thiệu cho mọi người một cái mã kính mà cực kỳ xinh nha. Cực kỳ xinh luôn. Có tận 3 màu cho mọi người lựa chọn. Có nhũ nữa nha. Có đổi sang mắt cận được nha Phương Anh ơi. Nếu bạn bị cận thì bạn inbox cho shop để được tư vấn về độ cận và thay tròng cận dâm bạn nhé. Đây, Đẹp lắm luôn nha mọi người nha. Em này có mã là 1355 mọi người nha, 1355 đây ạ. Kính nhũ có tận 3 màu. Màu thứ nhất là màu hồng này xinh lắm luôn, cực kỳ điệu mọi người nha. Mặt tròn mũi thấp đeo em này là quá phù hợp bạn ơi bạn. Đây mặt tròn mũi thấp đây, mặt tròn mũi thấp đây, 8833 bạn ơi. Tròng Polyjoy 239k nha, đẹp lắm luôn này. Cái này nó ôm sát vào mặt các bạn nhìn thấy không? Tròng Polyjoy phân cực nó ôm sát vào mặt các bạn, phù hợp với những bạn nào mũi thấp chán dương hóp này. Đó, 8833 nha, cái này là 8833. Thì comment ngay lại cho em 8833 kèm số điện thoại và địa chỉ. Ok, cái mẫu kính em đang gửi đến giờ cho mọi người là 1355 mọi người nhá, 1355 đây. Có 3 màu, màu hồng này. Có chứ Hằng Nga ơi. Cái về vấn đề đổi cận thì bạn inbox cho shop để tư vấn nha. Màu thứ hai là màu vàng này và màu ghi nha. 3 màu nhũ vàng, nhũ bạc, nhũ hồng. Phương Anh ơi, hiện tại shop có 3 địa chỉ tại Hà Nội nhá. Cơ sở thứ nhất ở số 75 ngõ 61 Lê Văn Lương. Cơ sở thứ hai ở số 9 ngõ 126 Khương Trung. Và cơ sở thứ ba là ở 56 Phố Vọng. Cái này thì bạn có thể vào page bên mình có để rõ thông tin ở trên trang giới thiệu đấy ạ. Bạn có thể vào trong page để xem lại địa chỉ cho rõ ràng hơn và đến cơ sở gần nhất thuận tiện cho bạn nhá. Đây, cực kỳ xinh nha mọi người nha. 1355 199k. Nhìn em ý màu mè thế thôi các bạn nha, nhưng mà ấy, tốt gỗ tốt cả nước sơn. Đó, chỉ số UV là 400 mọi người nha. Tốt gỗ tốt cả nước sơn. Kính này mặt to đeo thoải mái nha Thanh Loan. Các bạn đang xem livestream chưa chọn được hàng ý cho Kỳ một chấm để Kỳ biết là các bạn đang xem và chúng mình tương tác với nhau nào mọi người ơi. Các bạn muốn xem kính gì thì comment ở phía dưới cho Kỳ biết nào. 1355 3 màu cho mọi người lựa chọn nha, vàng, bạc, hồng. Thích màu nào thì comment giúp em 1355 kèm màu sắc, kèm số điện thoại và địa chỉ nha mọi người nha. Ok, ok. Bây giờ là Kỳ sẽ kết thúc livestream ở đây. Hẹn mọi người lúc 3 giờ chiều nay nhá, 3 giờ chiều nay. Phương Anh ơi, nếu mà bạn ở Sài Gòn thì mời bạn inbox cho shop nha. Shop sẽ tư vấn cho bạn về đồ cận. Những người nào chưa mua được hàng ý thì có thể coi lại livestream. Những bạn nào chưa chọn được hàng ý thì có thể coi lại livestream chụp màn hình. Inbox lại cho kính mắt Anna để kính mắt Anna tư vấn cho các bạn nha. Và đặc biệt nha, hẹn các bạn 3 giờ chiều và 8 rưỡi tối. Nhưng các bạn hãy nhớ sắp xếp thời gian vào xem livestream cùng kính mắt Anna sau đó nha. Lương Ngọc Châu ơi, bên mình chỉ bán hàng giá sale tại livestream này thôi. Nên là nếu bạn muốn mua hàng giá sale tại livestream thì bạn đặt hàng tại livestream này giúp mình. Hoặc bạn có thể inbox nha, tại vì bây giờ mình kết thúc livestream rồi. 8833 cả nam không em muốn mua đôi. 8833 nam không đeo được em ạ. Kính đấy là kính. Ok cho Mai Thúy nữa này. Ok 8833 cho Mai Thúy. Quý Lê ơi, cho em xin lại số điện thoại và địa chỉ. Quý Lê ơi, Quý Lê cho em xin lại đầy đủ số điện thoại và địa chỉ của chị Quý Lê ơi. Ok, bây giờ những chị nào mà chưa chọn được hàng ý thì có thể xem lại livestream, chụp màn hình inbox lại cho kính mắt Anna. Hẹn gặp mọi người vào lúc 3 giờ chiều nay nha. 3 giờ chiều nay trên kính mắt Anna chúng mình cùng chơi mini game, cùng mua hàng với cả Kỳ nhá. Và 8 rưỡi tối nha mọi người nha. Quý Lê cho mình xin lại đầy đủ số điện thoại địa chỉ của bạn nha. Quý Lê comment ngay lại số điện thoại và địa chỉ nha. Quý Lê ơi, đến ghi cái đơn Mai Thúy này cho. Ok, ok không mấy nữa, bây giờ là ghi đơn thôi mà. Quý Lê ơi, cho mình xin ngay lại số điện thoại và địa chỉ của bạn nha. Các bạn ơi, sau khi kết thúc livestream này, mình sẽ có người gọi điện chốt đơn cho các bạn. Nên là các bạn nhớ là 101639294906 số 55 Quán Toàn. Quý Lê ơi, cho em xin lại đầy đủ số điện thoại và địa chỉ nha. này 01639294 906 rồi. Quý Lê ơi, cho mình xin lại đầy đủ số điện thoại địa chỉ để mình ghi nốt đơn của bạn nào. Các bạn ơi, những bạn nào chưa chọn được hàng ý thì nhớ là chụp màn hình lại. Đăng 8833 chị ạ. 8833 ở bên kia rồi. Tại vì qua mẫu từ lâu rồi, người ta chỉ comment lại thôi. Em cứ ghi lại cái này. 8833. Ok rồi đấy. Bye bye.